Luận giải vận trình tài lộc của 12 con giáp trong 6 tháng đầu năm Nhâm Dần 2022. Xem tài lộc của 12 con giáp trong 6 tháng nửa đầu năm 2022 để biết tiền bạc của quý bạn biến động ra sao, quý bạn sẽ gặp được cơ hội hay khó khăn nào trước mắt. 1. Tuổi Tý. Có thể thấy rằng người tuổi Tý gặp được khá nhiều may mắn về con đường tài lộc trong 3 tháng đầu năm 2022. Khi quý bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội hợp tác làm ăn mới, nhận được sự chỉ điểm của quý nhân nên làm ăn kinh doanh phát đạt, tiền bạc dư dả. Đáng tiếc rằng trong 3 tháng tiếp theo, mọi việc lại không được suôn sẻ như trước nữa. Bản mệnh cần đề phòng, vướng phải điều tiếng thị phi gây hao tổn tiền của. Có thể giải quyết bằng tiền mới yên ổn. Trong quá trình làm ăn, quý bạn cũng cần hạn chế hợp tác với bạn bè, người thân, kẻo vừa mất tiền, vừa mất quan hệ. 2. Tuổi Sửu. Xem tài lộc 12 con giáp trong 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy rằng, nhìn chung đây là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Sửu. Quý bạn cần phải tất bật ngược xuôi để kiếm tiền về trong túi, nhưng cũng vì thế mà vận trình thanh thang rộng mở. Thậm chí quý bạn còn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân khiến mọi việc trở nên suôn sẻ hơn hẳn. Có điều, khi cơ hội tới dồn dập, bạn cần phải bình tĩnh để chọn lựa xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình. Kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở đôi khi cũng sẽ tới làm phiền bạn. Hãy đề cao tinh thần cảnh giác, tránh để bị trộm cắp tài sản hoặc mất tiền oan. 3. Tuổi Dần. Trong khoảng 4 tháng đầu tiên của năm 2022, người tuổi Dần sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trắc trở trong cuộc sống và trong công cuộc làm giàu. Dù bận rộn, lao lực nhưng thành tích chưa chắc đã khiến cho con giáp này cảm thấy hài lòng. Thậm chí, người tuổi Dần còn phải tốn thêm tiền cho vấn đề sức khỏe do sức lực hư hao, bệnh tật nảy sinh. May mắn, sau khi vượt qua khoảng thời gian này, con đường làm giàu của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn. Quý nhân có thể xuất hiện trong tháng 5, tháng 6, giúp cho quý bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giao cho bạn nhiệm vụ mới, giúp bạn khẳng định vị thế, tiền lộc dồi dào hơn. 4. Tuổi Mão. 3 tháng đầu tiên trong năm 2022, tiền bạc khó đổ về trong túi của người tuổi Mão bởi bạn để cảm xúc chi phối hành động của mình quá nhiều, từ đó đẩy bản thân vào rắc rối thị phi, tốn kém tiền bạc để giải quyết. May mắn khoảng thời gian sau đó, vận khí của con giáp này dần bình ổn hơn. Bản mệnh có thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm cũng như cân nhắc những điều cần phải làm sắp tới. Khi đã xác định được định hướng đúng đắn, việc làm ăn, kinh doanh cũng mở mang hơn, thậm chí có người mang đến cho bạn thêm cơ hội mới. 5. Tuổi Thìn. Theo tử vi tài lộc 12 con giáp trong 6 tháng đầu năm 2022, thì vận trình tài lộc của những chú rồng không thực sự ổn định trong khoảng thời gian này. Lúc thì bản mệnh làm ăn thuận lợi, người khác đem tiền đến nhà, nhưng cũng có lúc bạn bị kẻ tiểu nhân ném đá dấu tay gây nên hiềm khích, khiến chuyện kiếm tiền bị cản trở. Lúc này bạn cần phải cẩn trọng trong cách nói năng, hành xử, đừng nên gây ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh. Đồng thời, khi cơ hội xuất hiện, bạn nên nhanh chóng nắm bắt, đừng nên chần chờ do dự, kẻo thời cơ rơi vào tay của kẻ khác. 6. Tuổi Tỵ. 3 tháng đầu năm là khoảng thời gian mà người tuổi Tỵ gặp được nhiều điều thuận lợi trong quá trình ký kết, hợp tác làm ăn. Bạn có thể nhận thấy rằng
Mình được nhiều người xung quanh giúp đỡ, không phải suy tính quá nhiều cũng đạt được thành công. Tuy nhiên, trong 3 tháng tới đây là thời điểm bạn cần phải đặc biệt chú ý, suy tính kỹ càng, từng bước đi nước bước. Nếu không, dễ bị kẻ tiểu nhân phá đám, khiến thị phi bổ quay. Khi đi trên con đường, bạn cũng cần phải đề phòng tai nạn bất ngờ, tốn kém tiền bạc và tổn hại tới sức khỏe bản thân. 7. Tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ làm ăn có được có mất trong 3 tháng đầu tiên của năm 2022. Có những lúc bạn được quý nhân chỉ điểm, cấp trên giúp đỡ, khiến nguồn thu nhập tăng mạnh. Nhưng cũng có lúc bạn phải chịu tiểu nhân quấy phá, việc làm ăn liên tục gặp trục trặc. May mắn là khoảng thời gian sau đó, các khoản đầu tư và các nguồn thu phụ của bản mệnh bắt đầu thu lời mạnh. Bản mệnh có thể nhân lúc này để mở mang lĩnh vực làm ăn, triển khai các ý tưởng mới của mình, hứa hẹn sẽ thu được thành công bất ngờ. 8. Tuổi Mão. Xem tài lộc của 12 con giáp trong 6 tháng đầu năm Nhâm Dần 2022 cho biết, 6 tháng đầu năm là khoảng thời gian nhiều thuận lợi đối với người tuổi Mùi. Bạn khởi sự dễ thành, lại thêm quý nhân trợ lực nên bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường. Chắc chắn số tiền thu về trong túi sẽ còn rủng rỉnh hơn so với tưởng tượng của bạn. Tuy nhiên, con giáp này đừng vì ham kiếm tiền mà làm ngơ trước những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Hãy nhanh chóng đi khám hoặc nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi. Nếu cố gắng quá sức, bạn sẽ phải tốn tiền thuốc men chạy chữa. 9. Tuổi Thân. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Thân khá suôn sẻ trong suốt 6 tháng đầu năm 2022. Dù đôi khi bản mệnh vẫn gặp phải cản trở do đối thủ mang lại, song nhờ vậy mà bạn có thể tập trung hơn vào nhiệm vụ của mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt các cơ hội. 3 tháng là tháng 4, tháng 5 và tháng 6, tuy tình hình làm ăn vẫn thuận lợi nhưng áp lực cũng sẽ tăng lên. Bản mệnh cần phải chú ý sắp xếp công việc một cách khoa học, nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí là lên kế hoạch du lịch để xả hơi, giải tỏa căng thẳng, tạo động lực cho tương lai. 10. Tuổi Dậu. Việc làm ăn của những chú gà có nhiều bất ổn trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2022 này. Tuy con giáp này vẫn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, song do tính tình nóng nảy nên dễ đắc tội với người khác lúc nào mà không hay biết. Để mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn, con giáp này cần phải chú ý trong cách nói năng, hành xử. Khi nhận thấy thời điểm không phù hợp làm ăn, bạn không nên cố chấp ký kết hợp đồng hoặc mở rộng kinh doanh mà nên lùi sang khoảng thời gian khác thích hợp hơn. Trải qua nhiều sai lầm, con giáp này cũng nên tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải sai lầm sau này. 11. Tuổi Tuất. 3 tháng đầu năm 2022, người tuổi Tuất phải gặp nhiều khó khăn trong công việc kiếm tiền. Bạn vướng phải sự cạnh tranh từ đối thủ, lại bị người khác hãm hại sau lưng nên tiền chảy vào túi nhỏ giọt. Đã vậy mà còn phải chi tiêu cho nhiều phương diện trong cuộc sống. May mắn thay là 3 tháng sau đó, quý nhân xuất hiện giúp đỡ cho con giáp này có chỉ tiến thủ trong năm 2022 này, thoát khỏi bế tắc, đón luồng gió mới trong việc làm ăn, kinh doanh. Lúc này, bản mệnh nên chú ý lắng nghe quan điểm của người khác, chớ chủ quan, bảo thủ, kẻo gây mất lòng người khác. 11. Tuổi Hợi. 3 tháng đầu năm, chính người tuổi Hợi cũng có thể nhận ra rằng tiền bạc đang chảy ào ào vào trong túi của mình. Việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán gặp nhiều điều thuận lợi. Bản mệnh ký kết hợp đồng được với nhiều đối tác đáng tin cậy.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 4, may mắn vơi dần, bản mệnh có thể sẽ vướng phải nhiều khó khăn khiến tuổi Tiên chẳng thể rủng rỉnh được như trước. Con giáp này cần phải hết sức bình tĩnh khi đối diện với khó khăn, tránh gây bất hòa nơi công sở hoặc trên thương trường. Hãy làm cho tốt công việc của mình, rồi quý nhân sẽ xuất hiện giúp bạn tháo gỡ vướng mắc đúng lúc.